Các em và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục bài Shopping Cart. Đó là một cái trang web bán hàng và người mua sẽ đưa vào trong giỏ hàng. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta làm việc với cái bảng Customer, đó là bảng khách hàng. Khi khách hàng mà chọn mặt hàng thì người ta đăng ký để người ta lưu được cái section của họ trong cái phiên dạo qua một phiên chợ. Và lúc đó người ta sẽ thêm vào giỏ hàng. Với thiết kế ở đây thì chúng ta thấy là email address chính là một cái khóa. Email address là một khóa. Thì nó lại khác với là phần trước chúng ta làm quản lý điểm thì mỗi bạn học sinh quản lý đó là một cái ID. Nhưng ở đây ID address của chúng ta lại là một key chính. Một key chính. Vậy ta tạm thời tắt cái này đi. Và ta sẽ lập trình cho cái phần model. Đấy. Ở trong model này thì chúng ta tạo cho thầy một cái folder riêng, có nghĩa là admin. Admin ở đây là admin model. Chúng ta lấy admin model nhé. Và trong admin model chúng ta tạo cho thầy một cái lớp. Lớp này chúng ta sẽ đặt tên là admin customer model. Đấy, chúng ta sẽ đặt tên như thế. Rồi ở đây không gian là app, và chúng ta ghi làm model app nhé. Rồi tiếp tục là chúng ta đến phần admin model. Rồi không gian làm việc của chúng ta đến đây. Và cái này chúng ta thấy là chuẩn đúng không? Rồi chúng ta ok. Rồi tại đây thì chúng ta bắt đầu lập trình vào trong này. Ở đây là Cordinai. United. Rồi chúng ta tiếp đến là model. Đây chúng ta extend model. Rồi sau extend rồi thì chúng ta sẽ làm giống như ở phần kia thôi, nhưng khác ở đây là key của chúng ta lại là gì, khóa chính của chúng ta lại là email. Vậy chúng ta sẽ khai báo public. Rồi chúng ta ghi là table bằng customer. Đấy, bảng chúng ta là đây. Bảng chúng ta là customer. Đấy. Tiếp theo là chúng ta làm tiếp cho thầy phần public function contract. Đây chúng ta xóa các biến này đi, chúng ta không dùng đến. Và hai cái này chúng ta xóa đi. Đó. Và chúng ta sẽ thêm một biến nữa là biến db public. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ cho là db bằng db. Bằng config. Rồi database.
đây. Chúng ta làm như thế nhá. Đây ta đang tạo model của các tầm màu model để nó dẫn đường đến thì đến controller để lấy dữ liệu và nhập dữ liệu. Thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ public function app customer. Để cho data đây chúng ta tiếp tục và chúng ta sẽ có là this db table this table. Và chúng ta tiếp tục insert. Phần này các em trở về return zip db insert id. Đấy, xong xong một cái hàm này là hàm thêm một khách hàng. Đó. Chúng ta chú ý là đây là thêm một khách hàng. Rồi tiếp theo là chúng ta làm phần public update để sửa khách hàng. Public function update customer where data. Đấy, chúng ta làm việc với khuôn mẫu này rất là dễ đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa khách hàng this db this tiếp table this table. Rồi chúng ta tiếp tục là update mở ngoặc ra data phải where và chúng ta trả về cái hàng được update return zip db và phần này là chúng ta là affected. Đấy. Rồi chúng ta làm tiếp hàm xóa. Update xong rồi, bây giờ chúng ta làm hàm xóa public function customer mở ngoặc ra email address thì chúng ta chỉ cần là gì zip db table đưa vào cái hàm đưa vào trong cái table này là table zip table và chúng ta xóa delete một cái mảng là email address. Email address của chúng ta đây. Các bạn
bản cứ cái móc vuông là chúng ta gọi là mảng nhá, hoặc là chúng ta thay bằng array cũng được. Email address rồi. Thế là chúng ta đã làm xong cái phần model đây cho với customer. Đấy. Và chạy cái navigate này hơi nặng một chút. Bản này bản mới nhất của Navigate thì nó thầy cài nó mới đặng. Nếu bây giờ thầy cài cái bản 11 thì có nhẹ lẽ là nhẹ hơn. Đấy, cho nên là khi mà thầy quay video thì nó hơi nặng các bạn ạ. Nên vân vân thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại, thì lát nữa chúng ta sẽ làm về trên nó. Bây giờ chúng ta sang phần shopping ở đây. Đấy, shopping ở đây thì trong shopping ta có phần setup controller. Đấy, setup controller mà hôm trước ta sâu ra rồi. Bây giờ ta sẽ sâu ra thì ta phải nhập vào đúng không? Sâu ra rồi thì bây giờ chúng ta nhập vào, ta sẽ làm public function. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ, nó không có hàm contract ở đây thì chúng ta phải trỏ nó vào đây. Vâng các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng hàm contract cũng được. Bây giờ thầy thử xem có hàm contract không nhé. Public function. Contract của chúng ta. Ô, contract của chúng ta là nó chỉ thế này thôi. Thôi không quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn helper user form, tiếp theo là section zip section this section bằng fix service, rồi chúng ta lấy section. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục list section start validation. Ở đây chúng ta khai báo một cái tiếng validation public. Validation. Đấy. Chúng ta tiếp tục viết ở đây là zip validation bằng config service. Ok, xong. Bây giờ chúng ta ghi vào thì chúng ta thấy là cái hàm form này gọi form setup ra. Thì bây giờ chúng ta xuống form setup của chúng ta xem nào. Đó, form setup của chúng ta ở đây là chúng ta bắt đầu sửa lại các biến ở đây.
bèo để cho xuống đây, buộc xuống đây một phát, buộc xuống đây một phát để nhìn nó rõ ràng hơn, buộc xuống một phát, input ở đây, buộc xuống một phát, rồi chúng ta sẽ chỉnh cho nó xuống, xuống dòng cho dễ nhìn, buộc xuống đây một phát, lên play rồi. Chúng ta sẽ sửa email address này, input này. Ok, và chúng ta phải có name ở đây đúng không, bằng email address. Đó. Ở phần mật khẩu, mật khẩu email address rồi, bây giờ đến phần mật khẩu thì chúng ta vào đây. Mật khẩu ở đây thì chúng ta có kiểu password. Rồi, tên đầy đủ, kiểu test. Đấy, như đây là campus này. Chúng ta sửa dần hết nhé. Đấy, tên đầy đủ này. Rồi, ok. Địa chỉ. Ta cho nên là xét địa chỉ một nên
update, mình ghi lại update 1. Đấy. Các bạn copy hai cái này cho thầy. Ok. Rồi đến phần này update 2. Các bạn cho update 2. Đấy. 2. Thì thay nó tên nó đi khác đi thôi, theo đúng bên kia. Rồi city. City rồi state. Chúng ta xem state. State nhé, state thì chúng ta sẽ state và chúng ta có nên country nữa và cell phone. Bây giờ chúng ta thay cái phần đây là test. Đây là country. Đấy, rồi chúng ta cho đây là name. Làm thật là nhé, ví dụ là text kiểu input là text đấy, sẽ làm kiểm tra lại input text chưa. Password state country, có zip code state country, rồi country rồi, cell phone. Rồi, form của chúng ta đã xong. Đúng không? Cũng có cả
có cả phần gì, phần bootstrap ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ form đây, chúng ta sẽ đi form đây là nên bằng chúng ta ghi là sign up phương thức post, rồi chúng ta action. Action ở đây thì chúng ta sẽ đưa về thì control là sign up phần ghi. Bay user rồi. Xong các em cho một cái này xuống đây. Bây giờ là bây giờ nối vào. Đấy, nối vào. Nối vào đâu? Để nối vào đây thì chúng ta vào trong phần router. Phần router nhá. Router này. Rồi chỗ này là sign up customer, chúng ta shopping là sign up customer. Bây giờ chúng ta chỉ thêm ở đây là save customer. Ok rồi, đưa sự đường dẫn của chúng ta đến đây. Đấy, vậy đây đường dẫn nó bị rút gọn đi rất nhiều so với bảng kia. Chúng ta vào trong form sign up. Chúng ta ghi cho thầy sign up một phát nhé, xem nó ra cái gì. Thế bây giờ mình vào đây rồi thì bây giờ mình sẽ vào trong phần đây, mình lấy các biến kia ra. Ta sẽ có là không cần đến đây, chúng ta chỉ là get 3 hoặc get post cũng được, các em tùy. Đấy, các em có thể là
Rồi chúng ta tiếp tục bật lại như này. Password. Password. Chúng ta bằng ở đây là zip. Rồi các em có thể mã hóa này vào đây, các em có thể bằng MD5 password chọn rồi đến này come Plus Name. Rồi tiếp tục chúng ta address line 1 bằng một tên. This request ghép vào tiếp là city Getpost và Getva tương tự nhau nhé. City. Bây giờ chúng ta có là state. Country. Cell phone.
Bây giờ chúng ta thử nhé. Chúng ta thử đây là 35. Xem nhé. Chưa ra được thì chúng ta lại phải chuyển qua đây save custom custom chuyện ở đây chúng ta xem nó báo lỗi cái gì. Ghi khách hàng xem nó chạy ra chưa. Vào đây rồi. Vậy thì nó sẽ báo lỗi ở cái đoạn nào? Helper này đúng không? Rồi bây giờ thầy thêm một cái hàm index này. Public function.
xong chỗ này xem nào, xem nó có báo lỗi không nhá. Chúng ta lại tiếp tục, thầy có việc tí thầy dừng video, bây giờ thầy lại tiếp tục thì chúng ta vẫn áp dụng giống như cái bài trên và chúng ta kiểm tra là data được truyền sang chưa. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử nhé, ta thử lại một lần nữa này. Trần Văn đấy rồi. Ok, bây giờ chúng ta chỉ việc gì?